chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự thành phố Bảo Lộc. Mở đầu chương trình thời sự hôm nay là một số nội dung chính. Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt quy trình phối hợp ngành y tế công an xác minh thông tin công dân của người dân được tiêm vaccine phòng COVID-19. Không tổ chức Festival Hoa Đà Lạt và Tuần Văn hóa Trà Tơ Lụa Bảo Lộc 2021. Ngành dệt may thành phố Bảo Lộc mong chờ những tháng cuối năm. Tình hình cung ứng hàng hóa và giá cả lưu thông trên thị trường ổn định, không tăng giá đột biến. Phần cuối chương trình mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 gắn với phòng chống rác thải nhựa. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 8 tháng 11, Bộ Y tế chủ trì tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt quy trình phối hợp ngành y tế, ngành công an, xác minh thông tin công dân của người dân được tiêm vaccine phòng COVID-19. Hội nghị do đồng chí Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì. Tại điểm cầu thành phố Bảo Lộc, đồng chí Phan Văn Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng đại diện lãnh đạo các phòng ban dự hội nghị. Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, trong việc triển khai xác minh thông tin công dân của người dân được tiêm vaccine phòng COVID-19, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chỉ đạo việc cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung các tính năng trên nền tảng quản lý ứng dụng tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 theo đề nghị của Bộ Y tế, đồng thời chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn an ninh mạng cho hệ thống. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp với Bộ Công an và Bộ Y tế thực hiện chiến dịch làm sạch dữ liệu tiêm chủng, xác thực thông tin của người dân về tiêm chủng và kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hoàn thành trước ngày 11 tháng 11. Hai bộ phối hợp tổ chức xác nhận giá trị pháp lý của dữ liệu tiêm chủng đã được xác minh thông tin của người tiêm, xác minh lại dữ liệu của người tiêm chưa được rõ ràng. Bộ Y tế phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông xác lập cơ chế thông tin và báo cáo chỉ huy chỉ đạo thống nhất từ Trung ương xuống các địa phương, chính thức đưa hệ thống phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Để thực hiện tốt các nội dung trên, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, thành phố và chính quyền một số nội dung sau. Một là xác minh thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 theo quy trình và thực hiện báo cáo kết quả tiêm chủng theo quy định tại công văn số 8938 trên BIT-JP ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế, hướng dẫn quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Hai là tiếp nhận và xác minh thông tin đối tượng tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 theo quy trình tại công văn số 9438 trên BIT-CNTT, hướng dẫn quy trình xác thực thông tin người dân trên nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19. Ba là tổ chức thực hiện công tác xử lý phản ảnh, yêu cầu cập nhật kết quả tiêm của người dân công khai trên cổng tiêm chủng quốc gia. Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, đến nay cả nước đã đạt được hơn 90 triệu mũi tiêm vaccine phòng COVID-19. Những kết quả đạt được rất đáng khích lệ, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều vướng mắc và bất cập trong quá trình tổ chức tiêm, như tính chính xác của dữ liệu tiêm và việc trả kết quả tiêm cho người dân. Để đảm bảo công tác tiêm chủng được hiệu quả hơn, Bộ Y tế đề nghị Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng phòng COVID-19. Đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, thành phố và các địa phương triển khai hiệu quả công tác tiêm chủng vaccine. Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã nghe phổ biến các quy trình liên quan, đồng thời thảo luận các biện pháp để khẩn trương triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, tỉnh Lâm Đồng không tổ chức Festival Hoa Đà Lạt. Đây là nội dung được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng thông tin tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Lâm Đồng tổ chức diễn ra vào chiều ngày 8 tháng 11 vừa qua. Theo định kỳ cứ 2 năm một lần, vào khoảng nửa cuối tháng 12, tỉnh Lâm Đồng tổ chức Festival Hoa Đà Lạt. Cùng với đó, tại Bảo Lộc sẽ diễn ra Tuần Văn hóa Trà và Tơ Lụa. Đây là dịp để du khách trong và ngoài nước đến để chiêm ngưỡng, thưởng thức vẻ đẹp cũng như đặc sản của Lâm Đồng. Cũng là dịp để quảng bá hình ảnh, sản phẩm đặc sản, đẩy mạnh giao thương giữa doanh nghiệp Lâm Đồng với các địa phương, nâng tầm vị thế của Lâm Đồng nói chung và thành phố Bảo Lộc nói riêng. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nên năm nay tỉnh không tổ chức Festival Hoa Đà Lạt và Tuần Văn hóa Trà Tơ Lụa Bảo Lộc 2021. Mặc dù không tổ chức Festival Hoa Đà Lạt 2021, nhưng theo thông tin tỉnh sẽ lắp đặt hệ thống đèn nghệ thuật chiếu sáng tại Hồ Xuân Hương, hệ thống màn hình và tổ chức sự kiện với nhiều hoạt động quy mô để chào năm mới 2022.
Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, người từ vùng dịch chưa tiêm vaccine COVID-19 trở về địa phương, thực hiện cách ly 14 ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo và lấy mẫu xét nghiệm 3 lần. Bộ Y tế nêu rõ những người đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19 có thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều COVID-19 của cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm trở về địa phương, có giấy ra viện, xác nhận khỏi bệnh COVID-19, tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày kể từ ngày về địa phương và nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất. Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định. Những người chưa tiêm đủ liều vaccine COVID-19, thẻ vàng trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp, thực hiện cách ly tại nhà nơi lưu trú 7 ngày kể từ ngày về địa phương, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp 5K. Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ bảy, kể từ ngày về địa phương. Những người chưa được tiêm vaccine COVID-19, thực hiện cách ly 14 ngày, kể từ ngày về địa phương, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo và nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K. Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ bảy, ngày thứ 14, kể từ ngày về địa phương. Đối với những người đã tiêm chủng vaccine COVID-19 hoặc khỏi bệnh COVID-19 tại nước ngoài, thì việc kiểm tra và công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng, giấy chứng nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc các giấy tờ tương đương khác của nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao. Thưa quý vị và các bạn, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong thời gian tới, PC COVID là ứng dụng thống nhất cho mục đích phòng chống dịch COVID-19 của người dân. Ứng dụng này tích hợp các tính năng từ nhiều ứng dụng phòng chống dịch trước đây. Ứng dụng hỗ trợ chống dịch PC COVID đã được đưa lên các kho ứng dụng. Người dùng có thể tìm ứng dụng với tên PC COVID Việt Nam trên App Store và CH Play để cài đặt app này. Đối với người dùng smartphone đã cài sẵn ứng dụng Bluezone từ trước, thì sẽ được cập nhật lên thẳng PC COVID và đồng bộ dữ liệu cũ, không cần phải nhập lại thông tin cá nhân. Ứng dụng PC COVID được phát triển cho nền tảng di động trên cả hai hệ điều hành Android và iOS. Người dùng sẽ truy cập vào hai kho ứng dụng App Store và CH Play để tải ứng dụng về. Sau khi kích hoạt tài khoản xong, người dùng cần thực hiện việc khai báo thông tin y tế và dữ liệu di chuyển nội địa, phục vụ công tác chống dịch COVID-19. Vừa qua, Ủy ban Nhân thành phố Bảo Lộc đã xây dựng ứng dụng Bảo Lộc trực tuyến, ứng dụng được cài đặt trên hệ điều hành iOS và Android, mang lại nhiều tiện ích cho người dùng. Các chức năng chính của ứng dụng bao gồm tra cứu thông tin số thứ tự đăng ký xử lý hồ sơ tại bộ phận một cửa thành phố Bảo Lộc, tra cứu thông tin hồ sơ và quá trình xử lý hồ sơ tại bộ phận một cửa thành phố Bảo Lộc. Cùng với đó, người dùng sẽ cập nhật thêm nhiều tin tức, thông báo từ thành phố Bảo Lộc, gửi đánh giá về thái độ phục vụ của các cửa tại đơn vị hành chính thành phố Bảo Lộc, gửi phản hồi về các lĩnh vực an ninh trật tự, thị trường, vệ sinh môi trường, xây dựng, lấn chiếm lòng lề đường và các vi phạm xảy ra tại thành phố Bảo Lộc để cơ quan có thẩm quyền phụ trách xử lý các vi phạm trên. Ứng dụng còn có chức năng phản hồi có sử dụng hình ảnh, vị trí của hình ảnh, vị trí gửi phản hồi để phân loại dữ liệu phản hồi và chọn lọc đơn vị tiếp nhận xử lý được chính xác nhất và nhanh nhất. Ứng dụng sử dụng chức năng thông báo trên thiết bị bằng âm thanh để cho người dùng biết khi có thông báo cần thiết. Với ứng dụng này, người dân sẽ có thể nhanh chóng kết nối với bộ phận một cửa, giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, thuận tiện, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay. Bắt đầu từ cuối tháng 6 năm 2021, khi đợt dịch bệnh COVID-19 lần thứ tư bùng phát trên diện rộng và lây lan với tốc độ nhanh tại các tỉnh thành phía Nam, kéo theo nhiều nhà máy đã phải tạm dừng hoạt động, hoặc chỉ duy trì được từ 20 đến 30% lao động để hoàn thành các đơn hàng gấp. Ngành dệt may của thành phố Bảo Lộc cũng chịu nhiều tác động mạnh. Đại diện công ty cổ phần may An Thái, thành phố Bảo Lộc cho biết, kể từ ngày 23 tháng 8 năm 2021 đến nay, doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động do không thể đáp ứng được các yêu cầu về sản xuất theo phương án 3 tại chỗ do Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định. Điều này dẫn đến nhiều đơn hàng của các đối tác trong nước, nước ngoài phải kéo dài thời gian thực hiện hoặc phải hủy. Bản thân doanh nghiệp dệt may bị thiệt đơn, thiệt kép nhưng đành phải chấp nhận. Bởi nếu doanh nghiệp cố gắng duy trì tổ chức sản xuất trong bối cảnh không đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 thì sẽ rất nguy hiểm. Cũng theo doanh nghiệp này, ngành dệt may có đặc điểm là sử dụng nhiều lao động. Riêng công ty cổ phần may An Thái hiện đang có hơn 400 công nhân. Do đó, doanh nghiệp rất nặng gánh trong việc chăm lo, trả lương để giữ chân người lao động.
Tuy nhiên, đó chưa phải là điều doanh nghiệp lo lắng nhất hiện nay, mà là sức ép do thiếu đơn hàng hoặc đơn hàng nhỏ giọt trong thời gian đến. Theo nhận định, thời điểm quý 4 năm 2021 sẽ là lúc ghi nhận hoạt động xuất khẩu ngành dệt may chịu ảnh hưởng mạnh, vì đa số các nhà máy đang hoạt động cầm chừng trước đó. Vì vậy, các doanh nghiệp ngành dệt may của thành phố trông đợi vào các tháng còn lại của năm 2021, khi các tỉnh thành phía Nam khống chế được dịch bệnh, kinh tế khơi thông để hoàn tất những đơn hàng đã ký kết và nhận thêm đơn hàng mới cho dịp cuối năm và đầu năm tới. Hy vọng rằng, với năng lực khai thác khách hàng được các công ty duy trì tốt trong những năm qua, trong những tháng cuối năm 2021, dịch bệnh sẽ được kiểm soát, giao thương trở lại bình thường, tạo tiền đề để các doanh nghiệp khôi phục lại sản xuất, ký thêm nhiều đơn hàng mới và tăng tốc sản xuất để bù lại cho tháng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo báo cáo của Phòng Kinh tế thành phố Bảo Lộc, từ đầu năm đến nay, việc mua bán hàng hóa tại siêu thị Co.opmart, trung tâm thương mại, các cửa hàng thuộc hệ thống cửa hàng Bách Hóa Xanh, các chợ, lượng hàng hóa cung ứng dồi dào, giá cả ổn định, không tăng giá đột biến bất cứ ngành nào. Trong đó, giá gạo giảm 1.000 đến 2.000 đồng một ký tùy loại, giá rau củ quả có xu hướng giảm nhẹ từ 2.000 đến 3.000 đồng một ký so với tháng trước. Mức mua sắm của người dân tại siêu thị Co.opmart, trung tâm thương mại, các cửa hàng thuộc hệ thống cửa hàng Bách Hóa Xanh, các chợ ổn định, không có tình trạng tập trung mua hàng hóa tích trữ. Qua nắm bắt tình hình hàng hóa, giá cả với siêu thị, trung tâm thương mại, hệ thống cửa hàng Bách Hóa Xanh, chợ Bảo Lộc, lượng hàng thiết yếu được các đơn vị và tiểu thương dự trữ dồi dào, đủ khả năng phục vụ nhu cầu người dân trên địa bàn Bảo Lộc 3 tháng nếu có giãn cách xã hội. Doanh số cho vay của các ngân hàng quỹ tín dụng ước đạt trên 31.900 tỷ đồng, doanh số thu nợ ước đạt trên 28.300 tỷ đồng, dư nợ cho vay các ngân hàng quỹ tín dụng đạt trên 25.400 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ. Ước tính tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 731,4 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 127,5 triệu USD, giảm 13,85% so với cùng kỳ. Các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là cà phê, sản phẩm may mặc, vải lụa tơ tằm, chè. Theo báo cáo, hiện nay trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tình hình chăn nuôi quy mô lớn vẫn được duy trì. Tuy nhiên, chăn nuôi nhỏ lẻ đang có xu hướng giảm dần do đô thị hóa ngày càng cao. Việc chăn nuôi trong khu dân cư không còn phù hợp. Một số hộ nuôi do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, giá cả bấp bênh nên chưa tái đàn trở lại. Theo số liệu thống kê, thành phố có tổng đàn trâu bò đạt 2.900 con, giảm 3% so với cùng kỳ. Trong đó, số lượng bò sữa giảm 3% do các công ty thu mua sữa tươi quản lý chặt chẽ về chất lượng. Giá sữa tươi hiện dao động từ 8.500 đồng một ký đến 14.000 đồng một ký tùy loại. Tổng đàn heo đạt 32.000 con, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thịt heo ước đạt 6.153 tấn, giảm 11% so với cùng kỳ. Chăn nuôi gia cầm giảm 12% do giá thịt gà giảm và khó tiêu thụ, nhất là gà công nghiệp. Số lượng đàn cút đẻ trứng tiếp tục ổn định, với tổng đàn là 2.600.000 con, bằng so với cùng kỳ. Diện tích nuôi trồng thủy sản của thành phố Bảo Lộc đến nay có 134 hectare, tăng 2% so với cùng kỳ, do tận dụng hồ nuôi cá và để lấy nước chống hạn mùa khô. 9 tháng năm 2021 cùng với sự chung tay của các đoàn thể và các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các tổ chức thiện nguyện trong và ngoài địa bàn, địa phương, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã vận động tổ chức 47 chuyến xe yêu thương với trên 140 tấn rau củ quả và nhu yếu phẩm thiết yếu để hỗ trợ cho người dân vùng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận và huyện Đà Tẻ cùng các khu cách ly của thành phố Bảo Lộc, trị giá 1 tỷ 120 triệu đồng. Vận động các mạnh thường quân, các công ty doanh nghiệp, ngân hàng, các nhà hảo tâm và các nhóm thiện nguyện trao tặng 443 suất quà cho các hộ gia đình khó khăn, nặng nhân chất độc da cam, các cháu mồ côi, các hộ gia đình bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID với trị giá hơn 150 triệu đồng. Hỗ trợ gần 3.000 suất ăn miễn phí như cháo, bánh mì, cơm tại Bệnh viện 25 đồng cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị giá 40 triệu đồng. Cùng với đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19, Hội đã hướng dẫn điều phối và hỗ trợ 161 chuyến xe yêu thương với trọng lượng gần 700 tấn rau củ quả và thực phẩm thiết yếu phục vụ cho tuyến đầu chống dịch và người dân ở vùng bị cách ly phong tỏa trị giá 5,6 tỷ đồng. Hiện nay, mô hình trồng hoa hồng Muôn theo hướng nông nghiệp công nghệ cao được Hội viên Phụ nữ xã Lộc Nga phát triển và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Để cho ra những chậu hồng Muôn với màu sắc tuyệt đẹp và đa dạng như đỏ, trắng, tím, cam như thế này, đó là nhờ vào công nghệ nuôi cấy mô trong phòng thí nghiệm với tủ cấy, môi trường được hấp, tiệt trùng ở nhiệt độ cao, chứa nhiều vi lượng, khoáng, vitamin, chất điều hòa sinh trưởng. Cây hồng Muôn sinh trưởng phát triển khá tốt trên luống rộng khoảng 1,2 mét hoặc trồng bằng chậu.
giá để trồng hoa được làm bằng trấu hun, sơ dừa. Sau 8 tháng, cây có thể thu bói và sang năm thứ 2 bắt đầu mang lại doanh thu. Mô hình trồng hoa mô này rất dễ làm. Thì có cái là cái lưu ý là khi mà trồng á, thì cái chấu hun của mình á, là phải hun. Hun nó khoảng được 70%, trộn ít cái mụn sơ dừa, rồi kết hợp với phân hữu cơ hoặc phân chuồng. Đấy. Với lại trong quá trình chăm sóc của mình á, mình phải sử dụng một số cái thuốc bảo vệ thực vật để phòng ngừa cái nấm bệnh và sâu hoang hại á. Đấy. Với lại cái lượng mưa nhiều nó sẽ không tốt cho với cái sinh trưởng của cây, thì mình phải làm cái mô hình là nhà kính nhà lưới và cái hệ thống tưới tự động mà nhỏ giọt. Với mô hình trồng hoa hồng môn công nghệ cao đã góp phần làm tăng thêm thu nhập cho các chị em phụ nữ, ổn định đời sống, phát triển kinh tế địa phương. Nhằm góp phần cùng tuyến đầu thành phố trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bảo Lộc đã trao tặng các đơn vị tuyến đầu chống dịch gồm Bệnh viện 2 Lâm Đồng, Bệnh viện Y học Cổ truyền Bảo Lộc, Trung tâm Y tế Bảo Lộc 1.500 bộ test nhanh COVID-19 trị giá 150 triệu đồng. 1.500 bộ test nhanh COVID-19 do BIDV Bảo Lộc hỗ trợ các đơn vị tuyến đầu chống dịch là sản phẩm do Việt Nam sản xuất, sử dụng thao tác đơn giản cho kết quả sau 15 phút. Sử dụng máy ti hầu, độ nhạy trên 92%, độ chính xác 100% mà không cần thêm thiết bị, vật tư tiêu hao, hạn sử dụng 18 tháng. Ghi nhận hỗ trợ thiết thực của BIDV Bảo Lộc cho các tuyến đầu chống dịch, tập thể lãnh đạo, đội ngũ y bác sĩ và người lao động các đơn vị đã gửi lời cảm ơn sự quan tâm kịp thời của chi nhánh BIDV Bảo Lộc. Các đơn vị hứa sẽ sử dụng thiết bị hiệu quả, đúng mục đích, đúng đối tượng, tập trung cùng với chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố quyết tâm khống chế, đẩy lùi dịch bệnh, đem lại cuộc sống an toàn, hạnh phúc cho nhân dân địa phương. Ngoài hỗ trợ các đơn vị tuyến đầu chống dịch, vừa qua BIDV Bảo Lộc cũng đã trao tặng Bệnh viện 2 Lâm Đồng 130 triệu đồng để xây dựng bếp ăn từ thiện và nhà chờ cho bệnh nhân chạy thận. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lộc Châu đã tổ chức ra quân tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 gắn với phòng chống sử dụng rác thải nhựa và đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho hội viên phụ nữ tiểu thương chợ Tân Bùi. Từ đó tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần cùng địa phương ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh và bảo vệ môi trường sống. Hưởng ứng phong trào Phụ nữ Lộc Châu chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa, túi ni lông, bảo vệ môi trường gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0 ba sạch, xây dựng nông thôn mới do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bảo Lộc phát động. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lộc Châu đã chọn chợ Tân Bùi là nơi hàng ngày tập trung chị em tiểu thương và các hội viên phụ nữ trên địa bàn xã đến mua sắm. Họ cũng là những người sử dụng nhiều túi ni lông để đựng đồ. Tại chợ, cán bộ, hội viên phụ nữ xã đã tuyên truyền rộng rãi đến hội viên, tiểu thương và những người đi chợ về đường lối, chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước liên quan đến bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa, tác hại của chất thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường, để mọi người cùng nhận thức và hình thành thói quen dám sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy nhằm thay đổi hành vi, ứng xử có trách nhiệm với môi trường. Đó là trách nhiệm của toàn xã hội. Cùng với đó, hội cũng đã phát các thông điệp tuyên truyền qua việc phát hành tờ gấp, pano liên quan đến công tác bảo vệ môi trường gắn với việc phòng chống rác thải nhựa, tuyên truyền về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực chợ. Được biết, cùng với hoạt động trên, vào các ngày Chủ nhật, cán bộ hội viên phụ nữ xã Lộc Châu còn tích cực hưởng ứng phong trào chị em phụ nữ tham gia dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng hoa, trồng cây xanh tại các tuyến đường trên địa bàn, xây dựng những con đường xanh tại các thôn xóm, cũng như hướng dẫn các gia đình hội viên phụ nữ thực hiện phân loại và xử lý rác thải, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Để cái việc mà đảm bảo vệ sinh môi trường, cũng như là thực hiện cái cuộc xây dựng gia đình 503 sạch, thì chúng tôi muốn là để tuyên truyền đến bà con nhân dân, đặc biệt là các hộ tiểu thương ở chợ là thực hiện cái việc mà hạn chế sử dụng các cái sản phẩm từ nhựa hoặc là túi ni lông để thấy vào đó là những cái sản phẩm là thân thiện với môi trường. Thì hôm nay chúng tôi ra quân vừa tuyên truyền về phòng chống dịch, vừa tuyên truyền về cái lấn chiếm lòng lề đường và vừa tuyên truyền về cái phòng chống về cái hạn chế cái sử dụng sản phẩm nhựa để bảo vệ môi trường. Cùng với đó, thực hiện tinh thần chống dịch như chống giặc, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lộc Châu còn tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ, tiểu thương chợ Lộc Châu đẩy mạnh các hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Từ đó, chị em chủ động nêu cao vai trò, trách nhiệm gương mẫu của cán bộ hội trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
Cán bộ, hội viên ở các cơ sở hội không chỉ chủ động phòng chống dịch bệnh, mà còn trở thành các tuyên truyền viên tại địa phương sinh sống, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt 5K của Bộ Y tế gắn với chương trình 503 sạch, xây dựng nếp sống trong lành tại thôn dân cư. Tôi thực hiện là đi chợ bằng làng, không lấy những cái bịch xốp của tiểu thương đưa cho. Và những cái rác thải thì cũng phân loại. Ví dụ rác thải rau thì tôi phân loại ra sang một bên. Còn ví dụ như là chai ấy uống thì đa số là mua chai bằng thủy tinh. Tuyên truyền cho chị em bước đầu đã thực hiện được cũng tương đối. Hy vọng rằng thời gian sau này sẽ thực hiện tốt. Trong ngày ra quân tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 gắn với đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không lấn chiếm lòng lề đường làm nơi buôn bán và phòng chống rác thải nhựa, Hội Phụ nữ xã Lộc Châu đã trao tặng 100 chiếc làng và 200 túi ni lông bảo vệ môi trường cho các chị em tiểu thương Tân Bùi và người đi chợ để nâng cao ý thức tự giác của các hội viên trong việc thực hiện. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bảo Lộc trân trọng thông báo. Với mong muốn đồng hành cùng các khách hàng là hộ kinh doanh, tiểu thương, bắt nhịp lại với các hoạt động kinh doanh, từ ngày 5 tháng 10 năm 2021, BIDV cho ra mắt gói sản phẩm dành riêng cho khách hàng hộ kinh doanh, tiểu thương với rất nhiều ưu đãi hấp dẫn. Tặng miễn phí tài khoản số đẹp, đăng ký miễn phí dịch vụ Smart Banking, miễn phí toàn bộ giao dịch chuyển tiền online, miễn các loại phí duy trì tài khoản, phí duy trì Smart Banking và tin nhắn biến động số dư. Miễn phí lắp đặt mã chuyển tiền VietQR tại cửa hàng. Tặng ngay 66.666 đồng vào tài khoản cho 120 khách hàng mới, như một lời chúc kinh doanh phát lộc từ BIDV đến khách hàng. Tặng phiếu quà tặng trị giá 250.000 đồng một khách hàng khi khách hàng đăng ký mới Smart Banking và có phát sinh một giao dịch tài chính với tổng giá trị giải thưởng hơn 9 tỷ đồng và còn rất nhiều ưu đãi hấp dẫn khác. Để biết thêm chi tiết, kính mời quý khách hàng liên hệ chi nhánh BIDV Bảo Lộc và các phòng giao dịch gần nhất hoặc gọi điện về số hotline 0918 455 285 để được tư vấn và phục vụ tốt nhất. BIDV Bảo Lộc trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và hợp tác của quý khách hàng.